Thùy Dương mến chào quý vị. Ngày hôm nay trong cái video của Thùy Dương á, Thùy Dương sẽ giới thiệu quý vị một nhân vật mà giới thiệu với các bạn ở đây là các bạn trẻ ha, hoặc là những người lớn mà chưa từng biết tới nhân vật này. Đó là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Thực sự ra đó quý vị, Thùy Dương cũng không biết tới nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đâu. Nhưng mà trong cái lúc mà Thùy Dương làm video đó đó thì có nhiều bác, nhiều cô gợi ý cho Thùy Dương là nên nói về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Thì lúc đó là Thùy Dương mới đi tìm hiểu, Thùy Dương mới lên trên YouTube, Thùy Dương mới lên trên Google á, Thùy Dương kiếm về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện xem ông là ai. Và khi mà Thùy Dương tìm hiểu, Thùy Dương mới biết thì ra là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đó là nạn nhân, và ông cũng đã từng sống và ông đã từng chứng kiến về những cái tội ác mà Hồ Chí Minh đã làm đối với người dân ở ngoài miền Bắc. Và gia đình của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đó quý vị là nạn nhân trực tiếp luôn. Thì theo như là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện có kể thì do là cha mẹ của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện á, trong cái có nghĩa là cái ngày mà những năm 1954 á, khi mà Việt Nam mà chia đôi á, thì do cha mẹ của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là lớn tuổi rồi cho nên đã quyết định ở lại miền Bắc. Và cái quyết định đó là một cái quyết định sai lầm. Dạ, thì Thùy Dương sẽ làm một cái video đó sau ha. Nếu mà quý vị muốn biết rõ hơn về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện như thế nào và ông có những cái câu nói nào thì có thể là gõ trên YouTube nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, thì nó có rất là nhiều cái video mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện kể về lịch sử, kể về quá khứ. Và có nhiều bạn thắc mắc rằng là ủa tại sao mà lúc nào nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng tuyên truyền rằng là những cái người Việt sống ở nước ngoài lên tiếng cho Việt Nam là những cái thế lực thù địch. Thì qua cái chuyện này thì Dương sẽ trả lời luôn cho các bạn là tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại gán cho những người Việt ở nước ngoài lên tiếng về những cái sự thật lịch sử, hoặc là lên tiếng cho Việt Nam tự do thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gọi họ là những cái thế lực thù địch. Quý vị biết không, theo như Thùy Dương tìm hiểu á, thì nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đó, lúc mà còn ở trong Việt Nam á, thì nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã rất là khó khăn trong cái việc sáng tác thơ. Và ở trong nhà tù á, thì lại không có giấy, không có viết. Cho nên á, là để mà làm thơ á, thì Nguyễn Chí Thiện đã phải nhớ ở trong đầu. Rồi sau khi mà cái lần đầu tiên mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện được thả ra đó thì ông cũng đã sáng tác thơ. Nhưng mà ông đã tìm cái cách để mà ông tới cái tổng lãnh sự quán á, cái đại sứ quán của Anh á, để mà ông quăng cái bộ thơ, cái tập thơ của ông vào cái khe cửa. Thì khi mà ông mới vừa quăng được cái tập thơ đó qua khe cửa thì ông đi ra ngoài thì ông bị bắt liền luôn, ông bị cộng sản bắt liền và lại tiếp tục bị giam đó. Nhưng mà sau này thì nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã được cái may mắn là ra khỏi Việt Nam. Thì khi mà ra khỏi Việt Nam đó quý vị, thì lúc này là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện mới bắt đầu kể hết tất cả những gì mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã tận mắt chứng kiến, đã tận mắt thấy, nghe về cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì lúc này đó là khi mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cùng với một số người khác đó quý vị chạy giống như là vượt thoát Cộng sản đó, thì lúc này là nhiều người mới biết thêm nhiều cái sự thật lịch sử mà những cái người đó chưa từng bao giờ được nghe cả. Và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện hiện đại cũng như Thùy Dương đã nói rồi đó, thì ông là đã sống trong cái đất nước, gọi là sống trong cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cho nên ông tận mắt thấy rất là rõ những cái tội ác đó. Và ông đã làm thơ, ông đã viết lại rất là nhiều, và ông cũng có những cái quyển sách, cũng có những cái tập thơ rất là hay. Và qua đó đó quý vị, nhờ như vậy cho nên là nhiều người biết thêm về cái tội ác của Hồ Chí Minh và cái Đảng Cộng sản. Thì trong cái video ngày hôm nay thì Dương sẽ đọc một cái bài thơ mà nhiều người đã nói là Dương nên đọc cái bài thơ đó. Mới đầu thì Dương cũng không có hiểu là cái bài thơ đó nó có cái nội dung gì, nó có cái ý nghĩa gì. Nhưng mà cho đến khi mà các vị đã nói là Dương phải đọc cái bài thơ là Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó, thì khi mà Thùy Dương đọc cái bình luận của các vị ở trên YouTube, Thùy Dương nghĩ ủa cái tựa đề sao bài thơ gì kỳ vậy, cái bài thơ gì mà tôi biết nó, thằng dùng cái từ thằng ở đây, cái mình thấy nó cái thơ nó hơi lạ nha, thằng nói câu nói đó là mình thấy nó có vẻ nó không bình thường. Nhưng mà ngày hôm nay có thời gian rồi thì Dương mới bắt đầu, Thùy Dương đi tìm kiếm thì Thùy Dương thấy bài thơ rất là hay luôn quý vị.
Và bây giờ thì Thùy Dung bắt đầu chia sẻ cái nội dung của bài thơ của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đến quý vị nha. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó. Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó. Việc nó làm, tội nó phạm ra sao? Nó đầu tiên đem rau nó bệnh vào. Hình xác lão mau, lông lá. Bàn tay Nga đầy băng tuyết giá. Cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa. Không phải xoa đầu mà túm tóc nó từ xa. Nó đứng không yên, tất bật điên đầu. Thì nếu mà nói về phân tích thơ đó, thì cái khúc mà hình xác lão mao lông lá, bàn tay Nga đầy tuyết trắng, đầy tuyết, đầy băng tuyết giá đó, thì mình sẽ hiểu rằng là cái nó ở đây là ai? Nó ở đây là nói về Hồ Chí Minh ha. Và chúng ta thấy có Nga, chúng ta thấy có Mao. Mao là Mao Trạch Đông của Trung Cộng. Thì tại sao lại có Nga, lại có Mao trong đây? Thì chúng ta hiểu rằng là có cái câu khúc dưới nè: nó đứng không yên, tất bật điên đầu. Và ở trên cái câu này thì nó có một câu là không phải xoa đầu mà túm tóc nó từ xa. Cái động tác mà xoa đầu á, nó nhẹ hơn là cái động tác mà túm tóc, nắm tóc. Vậy có nghĩa là gì? Hồ Chí Minh á, đã bị Nga Tàu điều khiển từ xa. Mà cái hành động điều khiển này là bắt buộc, áp lực, chứ không phải là một cái gì đó nhẹ nhàng. Thì cái dòng thơ này đó cho chúng ta thấy rằng là Hồ Chí Minh á, đã bị sự điều khiển của Nga và Tàu. Cho nên nói về những cái sự thật lịch sử sau này mà Tù Cộng sản nó tuyên truyền rằng là lính Việt Nam Cộng Hòa là ngụy á, là làm tay sai cho Mỹ á, thì thực sự ra đó là một cái đánh tráo khái niệm. Tại vì Hồ Chí Minh á, là từ khi mà đưa cái chủ nghĩa cộng sản á, đưa chủ nghĩa quốc tế về Việt Nam á, đưa chủ nghĩa cộng sản của quốc tế về Việt Nam, thì Hồ Chí Minh đã chịu cái sự điều khiển hoàn toàn của Nga và Tàu rồi. Mà Đảng Cộng sản Việt Nam không hề nhắc tới cái chuyện này. Cho nên nếu mà nói về ngụy, ngụy là phải nói là cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại vì nó rất là nhiều lần nó thay đổi, nó lập nên cái này lập nên cái kia. Và đặc biệt nhất là nó không có dùng từ Đảng Cộng sản mà nó dùng là Đảng Lao động. Tại sao nó phải dùng Đảng Lao động? Rồi sau đó sau năm 1975 thì nó lại trở về với cái tên là Đảng Cộng sản. Cho nên nói về ngụy phải nói là Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh. Lúc rụi vào Tàu, lúc thì rút vào Nga. Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó và tình nguyện làm con chó nhỏ, xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh. Nó tận thu từ quả trứng quả chanh, học lối hung tàn của cha anh nó. Thì quý vị thấy là bài thơ này là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là nói từ khoảng cái này nó xảy ra từ khoảng năm 1950, 1955, 1956 đó. Và ngày hôm nay quý vị nhìn thấy là cái chuyện nó làm thu về học phí, về giáo dục đó, quý vị thấy không? Nó vẫn diễn ra như vậy. Thì cái hình thức, cái kiểu của nó thì nó khác thôi, chứ còn cái tính chất của nó cũng y chang vậy thôi. Học lối hung tàn của cha anh nó, cuộc chiến tranh chết vợi hết thanh niên. Cái từ chết vợi hết thanh niên, cái từ chết vợi ở đây là cái từ vợi đây, Du không hiểu cái từ vợi đây tác giả dùng có cái ý nghĩa gì, nhưng mà theo thì Dương nghĩ rằng là giống như là cái cuộc chiến tranh mà do Hồ Chí Minh đó, đưa cái chủ nghĩa cộng sản về là đã giết chết rất là nhiều thanh niên. Đương diễn ra triền miên ghê gớm đó cũng là do Nga giật tàu co. Nga giật tàu co, thật sự là Nga và tàu điều khiển. Tiếp nhiên liệu gây mồi cho nó, súng tăng tên lửa tàu bay, nếu không nó đánh bằng tay, và đặt cái chấm hỏi. Thì anh chị biết rằng là khi mà Hồ Chí Minh đó là thực hiện cái luật cải cách ruộng đất, là từ có nghĩa là Hồ Chí Minh đưa từ Trung Cộng về, thì cái luật cải cách ruộng đất này đã cướp rất là nhiều cái sinh mạng, cái tài sản của người dân. Người ta không có thể sản xuất, người ta không có thể làm được cái gì cả. Người dân càng trở nên bần cùng hơn, càng nghèo khổ hơn, thì lấy đâu ra có
có súng, có xe tăng, rồi có tên lửa, có tàu bay, làm sao có được. Cho nên á, là nó tuyên truyền rằng là nhờ những cái anh chị em ngoài miền Bắc, bộ đội Bắc Việt đi vào trong Nam giải phóng, đó quý vị, làm gì mà giải phóng nếu mà không có được súng tăng, tên lửa và tàu bay. Nói thì họ đã nhận hoàn toàn từ phía Trung Cộng và Nga Xô. Nhưng mà thông tin này nó không có được nói ở trong sách lịch sử và để cho những cái lớp trẻ chúng ta học và chúng ta hiểu lầm. Và khi chúng ta hiểu lầm như vậy có nghĩa là bản thân của chúng ta đã học những cái điều không đúng rồi. Chúng ta đã sống trong cái môi trường lịch sử dối trá và cái điều đó nó dẫn tới cái xã hội Việt Nam ngày hôm nay là gần như là cái chuyện nói dối là rất là bình thường. Ôi đó, thứ độc lập không có gì quý hơn của nó. Cái từ ở đây là cái độc lập của nó nha, chứ không phải là cái độc lập kiểu của dân nha. Tôi biết rõ đồng bào miền Bắc này biết rõ việc nó làm, tội nó phạm ra sao. Nó là tên trùm đao phủ năm nào, hồi cải cách đã đem tù đem bắn độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn đường nó đi trùng điệp bất nhân. Hầm hập trời đêm nguyên thủy, đói khổ dựng cờ đại suý, con cá lá rau nát nhàu quản lý, tiếng thớt tiếng dâu vọng từ hồi ký, tiếng thở lời than đang họa ụp vào thân. Nó tập trung hàng chục vạn ngụy quân. Đây, cái khúc này là quý vị thấy rõ là nó tập trung hàng chục vạn ngụy quân, có nghĩa là nó dựng nên cái lực lượng gì mà tự dưng quên tên rồi, để mà nó đứng ra nó bắt người ta, để nó xử tội người ta, đúng không quý vị? Tại vì nhiều quá cho nên tự dưng cô không nhớ được á, nhưng mà là những cái lực lượng nó gọi là đại diện cho người dân á, để mà giống như đi mang lại cái sự công bằng cho người dân, đi bắt những cái tầng lớp mà giàu có để xử tội đó. Nhưng mà gần như là nó triệt tiêu hết những cái thành phần mà địa chủ, những cái phần mà tá điền, những thành phần mà có cái tài sản một tí xíu á, thì những cái lực lượng mà gọi là ngụy quân này là những cái lực lượng mà đứng ra để mà giết hại những người đó. Thì quý vị biết mà cái kiểu sáng tác thơ này á, trong Việt Nam ngày hôm nay chỉ cần là, ví dụ như cái nội dung thơ này là 10 phần đi, mà người ở trong nước á, sáng tác chỉ cần một phần thôi là đã bắt giam rồi. Nó bắt giam, nó nhốt người ta rồi, chứ đừng có nói là để nói tự do. Cho nên để mà muốn nói được tự do đây là nói sự thật đó quý vị, tự do nói những cái gì là sự thật á, thì phải đi ra nước ngoài. Vì vậy cho nên á, ở nước ngoài đó là người ta sẽ tiếp nhận thông tin sự thật hơn là ở tại Việt Nam. Tại vì Việt Nam nó không cho người ta nói, vì vậy cho nên nó tuyên truyền với người Việt ở trong nước rằng là cái thế lực ở nước ngoài đó là cái thế lực thù địch. Mà cái thế lực thù địch ở đây không phải, nếu mà phân tích theo cái chữ thù địch ở đây là không phải thù địch với người dân mà thù địch với cái đảng Cộng sản. Tại vì chính cái đảng Cộng sản Việt Nam đã gây thù chuốc oán với người dân, và chính những người dân đó đó họ không thể nào nói sự thật được, và có cơ hội thì họ đi ra nước ngoài thì họ sẽ kể sự thật. Tại vì sao? Ở nước ngoài người ta tự do ngôn luận, người ta tự do nói sự thật. Nói sự thật mà cũng phải tự do mới được nói. Tại vì trong Việt Nam là chế độ độc tài mà, có biết đi chăng nữa cũng không được quyền nói nữa. Cho nên là nó biết rằng là nếu mà không tuyên truyền với người dân ở trong nước rằng những cái con người ở nước ngoài là như vậy, thì người trong nước sẽ nghe những người nước ngoài nói, và sao anh chị, và không còn tin vào đảng nữa, thì cái đảng nó sẽ sụp. Cho nên nó bằng cách nó phải đánh phủ đầu rằng là người Việt ở nước ngoài đó, chống cộng là những cái thế lực thù địch, là những thành phần bán nước, ở những thành phần mà gọi là phá hoại. Nhưng mà thực sự để phá hoại và giết hại người dân là cái đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là người Việt ở nước ngoài. Người Việt ở nước ngoài chỉ là nói sự thật những gì mà nó che giấu, và người Việt ở trong nước không được quyền nói mà thôi. Nạn nhân của đường lối khoan hồng chí nhân của nó, mọi tầng lớp nhân dân bị cầm chân trên đất nó. Cái chỗ mọi tầng lớp nhân dân bị cầm chân trên đất nó, theo như Thùy Dương biết á, thì năm 1954, ngày 20 tháng 7 năm 1954, khi Hiệp định Geneva được ký kết á, thì bắt đầu là sau đó trong khoảng thời gian đó đến 300 ngày sau á, thì bắt đầu là người dân được quyền, ai muốn vào Nam thì vào, ai muốn ra Bắc thì ra. Nhưng mà gần như á, là không phải là muốn đi vào Nam là dễ. Nó mặc dù trong Nam người ta đón, người ta sẵn sàng, người ta đón nhận á, nhưng mà tụi Cộng sản nó rất là sợ là người dân ở ngoài miền Bắc đi vào trong Nam nhiều quá, thì cái cuộc tổng tuyển cử tự do năm 1956 nó sẽ gây bất lợi cho đảng Cộng sản. Cho nên là gần như là nó tìm bằng mọi cách để nó cản người ta lại, nó không cho người ta đi, nó tuyên truyền và nó dùng mọi cái thủ đoạn, và sẵn sàng nó bắn chết người ta luôn để mà nó răn đe để cho người ta không đi đó. Thì cho nên là cái câu mà gọi là bị cầm chân trên đất nó là có thể là như vậy.
Tự do không thời hạn, đi tù không biết khi nào trở về cả. Mắt nó nhìn ai cũng hóa kẻ thù. Cho nên cái câu này quý vị thấy rằng nó nói rằng là gì? Nó đã đánh đuổi được thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Thì thật sự ra không phải như vậy quý vị. Thì Mỹ đã đi ra khỏi Việt Nam từ năm 1973 ha, rồi Pháp thì, nhưng mà sau trước đó thì Pháp cũng đã rút ra khỏi Việt Nam rồi. Cho nên là nếu mà nói về tuyên truyền về đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ là cái sự tuyên truyền mà thôi. Còn nạn nhân của thằng Cộng sản là ai? Có phải Pháp Mỹ không? Không có. Nạn nhân của thằng Cộng sản là người dân Việt Nam, cả Bắc lẫn Nam. Vì ai cũng đói món nhục nhằn, cắn răng tạm nuốt, hiếm có gia đình, không có người bị nó cho đi suốt. Đó, thì cái nội dung này là nói về về người Việt Nam, và nghe theo cái sự chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trong một vài cái video, thì nó ví dụ như cái video của một chị, có anh các bạn có thể gõ là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện Oral History thì quý vị sẽ nghe về Nguyễn Chí Thiện. Nhưng mà quý vị chỉ cần gõ tên là Nguyễn Chí Thiện hoặc là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thì có rất là nhiều cái video mà Nguyễn Chí Thiện đã lên và đã chia sẻ về những cái sự thật lịch sử hoặc những gì ông đã tận mắt chứng kiến nhìn thấy. Đất nó thầm căm cũng chẳng được tha, tất cả phải thành hoa. Sa sả đêm ngày ngợi ca nó và đảng nó, đó là thứ tự do không có gì quý hơn của nó. Có nghĩa là anh nói tự do mà anh bắt tôi phải nghe những gì anh tuyên truyền. Đó là đâu gọi là tự do mà là anh bắt, anh ép, anh áp đặt chúng tôi. Cái tự do của các anh là cái thứ tự do bệnh hoạn. Cái thứ tự do của tụi anh là cái thứ tự do không có bình thường. Không có cái tự do nào mà anh bắt ép người ta làm theo anh mong muốn cả. Đó là đâu gọi là tự do được nữa. Cái đó là anh kiểm soát, anh quản lý, anh cai trị người ta. Nhưng mà anh đã cho đó là tự do. Thì cái khái niệm tự do của anh là khái niệm của kẻ bệnh tâm thần, của kẻ không có bình thường. Và vì vậy cho nên ngày hôm nay đó, dưới cái sự lãnh đạo của chế độ Cộng sản đó, thì quý vị thấy rằng là thua luôn. Dương có làm một vài cái short short video đó, quý vị, thì Dương ghẹo. Thì Dương hỏi là ôi các bạn ơi, các bạn cho thì Dương hỏi là trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, ở trong miền Nam nó có cái lá cờ nửa xanh nửa đỏ ngôi sao vàng, và có cái chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là cái chính phủ đối lập với lại chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Thì trong cái thời điểm đó mà Việt Nam Cộng hòa sụp là do gì? Có chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam. Nhưng mà sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền Việt Nam Cộng hòa sụp đổ rồi. Ủa thì cái chính phủ cách mạng lâm thời đã mất tiêu rồi. Đó, thì bắt đầu nó vô, nó làm cho một tràng, nó chửi Dương là dốt lịch sử, Dương là Dương ngu. Rồi Việt Nam hả, sáp nhập rồi, sau ngày 30 tháng 4 thì chính phủ cách mạng lâm thời sáp nhập rồi, cho nên là lấy tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lá cờ đỏ sao vậy? Họ không có tư duy được, họ không có tư duy được. Cho nên Thùy Dương nói là cái lịch sử này nó còn cần rất là nhiều người phải đi vào cuộc. Nếu mà quý chú, bác, anh chị em là phải vào cuộc trong cái chuyện này, chứ còn không là tôi nói anh chị lên coi những cái video của Thùy Dương làm đi. Những cái short video á, trời ơi, nó vô nó nói mà vô nó trời cái kiểu này là còn 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 mệt dài dài đó quý vị. Ôi độc lập tự do xưa cũng chỉ vì quý hai thứ đó, đất Bắc mắc lừa mất vào tay nó, nhưng nay mà vẫn có người mơ hồ nghe nó mới vạn lần cần nguyền rủa thật to. Hồ Chí Minh chính mi loài quỷ dữ, Nguyễn Chí Thiện. Đó, nếu mà thì Dương nghĩ rằng là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã bị bắt giam vài chục năm, thì Dương nghĩ là tổng cái số lần mà ba lần mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện bị bắt giam là 27 năm, thì Dương nhớ không lầm là 27 năm. Nó bắt rồi nó thả, và tổng ba lần bắt như vậy. Thì Dương nghĩ là Nguyễn Chí Thiện là không có luồn cuối và không có nhịn nó, có nghĩa là để mà bị bắt ba lần như vậy là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã phải, có nghĩa là đã chống chọi và có nghĩa là phải cương quyết giữ vững cái quan điểm lập trường của mình. Cho nên là nó mới ghét, nó mới bắt giam lâu như vậy. Thì quý vị nghe không, là cái chữ mà độc lập tự do đó, nó chỉ tuyên truyền thôi, chứ còn thực sự ra đó là người dân không không có cái tự do nào cả, và cho đến ngày hôm nay cũng không có cái tự do luôn. Và những cái người giống như tụi Thùy Dương lên tiếng ngày hôm nay với cái mục đích là gì? Là làm sao để cho người dân được có cái quyền tự do ngôn luận. Thì khi mà người ta có quyền tự do ngôn luận, người ta phải được quyền chỉ vào những cái sai đó, và những khi mà người ta nói những cái sai đó thì người khác mới sửa.
thì nó giảm bớt những cái sự thất thoát về tiền bạc, hoặc là làm cho kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng. Nó nhiều lắm, cái quyền con người nó quyết định một cái sự phát triển của cái quốc gia đó. Cái tiêu đề, cái tựa đề của cái bài thơ này là "Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó". Thì ở trong đây có từ tôi, đại từ nhân xưng là tôi, nó. Tôi ở đây có nghĩa là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, nó là Hồ Chí Minh. Thì khi mà những ai mà biết về sự thật về Hồ Chí Minh thì không ai kêu Hồ Chí Minh là bác cả. Tại vì người ta biết rằng là những cái tội mà Hồ Chí Minh đã làm đối với người dân là không thể nào tha thứ được. Cho nên không ai gọi bà bác cả, mà gọi là nó. Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó. Nhưng mà hàng chục triệu người dân tại Việt Nam phải gọi Hồ Chí Minh là bác. Và có nhiều người á quý vị, khi mà họ nghe Thùy Dương nói về Hồ Chí Minh á, thì họ nói là tại sao rồi Thùy Dương kêu Hồ Chí Minh là thằng này, thằng nọ, thằng kia. Thì Thùy Dương mới nói rằng chẳng lẽ một thằng ăn cướp, một thằng giết người mà mình gọi nó là ông, mình gọi nó là bác, mình gọi là bác giết người hả? Một ông ăn cướp hả? Đâu có ai mà gọi như vậy. Vì sao mà họ nói như vậy? Tại bởi vì họ không phải là nạn nhân trực tiếp, bởi vì họ không thấy được những gì mà Hồ Chí Minh đã làm. Nhưng mà Thùy Dương cũng đâu có thấy đâu, Thùy Dương cũng không phải là nạn nhân trực tiếp nữa. Nhưng mà qua cái việc mà người ta kể lại, bây giờ quý vị nhìn vô nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đi, có cái lý do gì để mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nói xấu Hồ Chí Minh không? Có lý do gì không? Không có lý do gì để mà một con người như vậy nói xấu Hồ Chí Minh. Phải có những cái sự thật nào đó thì nhà thơ Nguyễn Chí Thiện mới nói như vậy. Và cái câu trả lời đây là tại sao nhà thơ Nguyễn Chí Thiện bị giam 27 năm? Và tại sao nhà thơ Nguyễn Chí Thiện phải đem cái tập thơ quăng vào hả đại sứ quán của Anh, rồi để rồi sau đó bị bắt giam? Những cái gì mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trải qua chúng ta có trải qua được hay không? Chúng ta không có trải qua nổi đâu, chúng ta chưa chắc chúng ta vượt qua được. Và một người như vậy bị giam giữ 27 năm trong nhà tù Cộng sản và để ra có những cái tập thơ như thế này để lưu lại cho những thế hệ sau, đây là không phải là chuyện dễ ai làm cũng được. Cho nên dĩ nhiên là Thùy Dương phải tin theo những gì mà những người ví dụ như là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, hoặc là Trần Đỉnh, hoặc là Bùi Tính, hoặc là nhà văn Dương Thu Hương. Dĩ nhiên Dương phải nghe những người này rồi, tại vì những người này là họ họ từ miền Bắc họ đi vào, thì làm sao Dương có thể nghi ngờ được. Mình có thể họ nói là không có cái lý do gì để họ nói xấu Hồ Chí Minh cả, chỉ là họ phải nói thật những gì họ thấy mà thôi. Thì buộc tụi tụi như Thùy Dương là phải tin vào những người giống như là nhà văn Dương Thu Hương và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Dạ, thì đây là cái nội dung mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trước khi mà qua đời đã kịp để lại cho chúng ta những cái tập thơ rất là hay và phơi trần vạch trần những cái bản chất, những cái tội ác của Hồ Chí Minh. Và chúng ta không có gì mà chúng ta phải nghi ngờ rằng liệu đây là sự thật hay không. Người ta không thể nào mà người ta để lại những cái điều không đúng để mà khi mà người ta chết người ta cảm thấy áy náy hoặc là cắn rứt lương tâm cả. Dạ. Rồi, Thùy Dương cũng cảm ơn một số quý vị đã gợi ý cho Thùy Dương về cái bài thơ này, "Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó". Và chắc chắn rằng á, cái nội dung bài thơ này ở Việt Nam thì chắc có lẽ là các bạn sẽ khó tìm đọc lắm, tại vì những gì bất lợi cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì nó sẽ chặn. Rồi, cái video Thùy Dương xin dừng lại ở đây nha quý vị. Nhớ nha, nếu mà quý vị muốn hiểu rõ thêm, và nhất là các bạn đó, thì các bạn có thể gõ tên là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện để chúng ta nghe những cái sự phân trần của ông. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là người Bắc, cho nên là quý vị sẽ nghe ông nói thì có nhiều người không quen nghe giọng Bắc, nhưng mà cứ ráng nghe thì chúng ta sẽ hiểu rằng là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã trải qua, đã chứng kiến những cái gì khi mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã sống trong cái giai đoạn mà Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nha. Rồi, và trong cái video đó thì nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cũng có nói rằng là thời Pháp á, thời Tây đó, vậy mà người ta tự do hơn rất là nhiều so với cái thời mà Hồ Chí Minh nắm cái quyền lãnh đạo. Dạ, rồi cảm ơn quý vị, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Nhớ ủng hộ Thùy Dương bằng một cái like nha. Nếu quý vị chưa nhấn ghi danh kênh thì hãy nhấn ghi danh kênh để theo dõi những video tiếp theo. Rồi, Thùy Dương sẽ trở lại sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.